Khánh Linh xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về. Quý vị thân mến, người xưa hay nói rượu quý chỉ uống cùng tri kỷ, thơ hay để tặng bạn thơ ngâm, ý rằng ta có thể kết bạn khắp thiên hạ, nhưng tri kỷ thì hỏi có được mấy người. Thật vậy, trong cuộc đời này, trời Nam biển Bắc, nhân sinh muôn vạn con người, nhưng thử hỏi có được mấy người khiến lòng ta ấm áp. Có lẽ tìm được, ắt hẳn người đó chính là tri kỷ của bạn. Không ồn ào, chỉ lặng lẽ âm thầm tương trợ, thật lòng muốn nói hai chữ cảm ơn, và cũng vì thế mà hiểu được sự trân trọng. Xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Mến chúc quý vị có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Kết bạn tri kỷ, khắp thiên hạ, hỏi mấy người. Thời Xuân Thu, có người tên là Du Bá Nha, tinh thông âm luật, nghệ thuật dây đàn cao siêu, là bậc thầy nổi tiếng về đàn đương thời. Thời trẻ, Du Bá Nha là một người thông minh, hiếu học, đã từng bái một vị cao nhân làm thầy, nên kỹ thuật chơi đàn đã đạt đến trình độ rất cao, hiếm có trên đời. Nhưng Bá Nha luôn cho rằng cảm thụ của bản thân đối với sự vật vẫn chưa đủ xác thực, kỹ thuật chơi đàn vẫn chưa đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Biết được suy nghĩ của Bá Nha, sư phụ bèn dẫn Bá Nha lên thuyền, rồi đưa ra đảo Bồng Lai ngoài biển Đông để Bá Nha thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ. Bá Nha ngước nhìn, chỉ thấy biển mênh mông, không nhìn thấy bờ. Những con sóng dâng trào tiếp nối nhau, bắn tung lên những bọt nước trắng xóa như những bông hoa. Rất nhiều hải âu đang bay lượn dập dờn. Bốn mặt xung quanh núi là rừng cây cối xanh tốt tùm, giống như lạc vào cõi tiên. Một cảm giác kỳ lạ từ từ dâng lên. Dù Bá Nha như nghe thấy âm nhạc hài hòa vui tai của thiên nhiên, Bá Nha không nén nổi xúc động, liền đem đàn ra gãi. Âm thanh thay đổi theo ý nghĩ. Bá Nha hòa mình vào thiên nhiên, và thiên nhiên hòa vào trong tiếng đàn. Bá Nha thể nghiệm thấy cảnh giới xưa nay chưa từng thấy. Sư phụ vui vẻ gật đầu nói: "Con đã học thành công rồi." Một đêm, Bá Nha hứng khởi chèo thuyền du ngoạn giữa sông nước mênh mang, đắm mình trong trăng thanh gió mát. Tình cảm bỗng nảy sinh vô vàn. Thế là Bá Nha lấy đàn ra chơi. Tiếng đàn du dương vang xa, rồi tan vào cảnh sắc mỹ lệ. Bỗng nghe thấy trên bờ có tiếng khen: "Tuyệt!" Bá Nha bơi thuyền đến nơi có tiếng nói, chỉ thấy một tiều phu đang đứng trên bờ. Biết đó chính là người mà ông đang ngao du thiên hạ để kiếm tìm. Ông liền mời vị tiều phu lên thuyền. Bá Nha hứng chí diễn tấu cho người tiều phu nghe. Khi Bá Nha đàn một khúc nhạc ngợi ca núi cao hùng vĩ, người tiều phu thốt lên: "Đẹp quá, thật hùng vĩ, lại trang nghiêm, cứ như núi Thái Sơn cao vút tận tầng mây." Khi Bá Nha diễn tấu thể hiện những con sóng nước xô nhau giữa mênh mông biển cả, người tiều phu nói: "Tuyệt quá, mênh mông bát ngát, như thấy những dòng nước cuồn cuộn giữa biển khơi, vô biên vô tế." Bá Nha xúc động nói: "Tri âm, ông đúng là tri âm của tôi." Người tiều phu này là Chung Tử Kỳ. Câu thành ngữ "tri âm tri kỷ" cũng từ tích này mà ra. Người xưa nói: "Quen biết khắp thiên hạ, tri âm hỏi mấy người", hay "rượu quý chỉ uống cùng tri kỷ",
thơ hay để tặng bạn thơ ngâm. Thì có thể thấy xưa nay tri kỷ khó tìm. Người xưa sẵn sàng quên mình vì tri kỷ, như Kinh Kha đơn thương độc mã vào cung vua Tần, hành thích Tần Vương, cũng chỉ vì một cái tình tri kỷ với thái tử Yên Đan. Xưa tri kỷ đã khó tìm, khó gặp, ngày nay có lẽ còn khó hơn. Nhà thơ Hồng Dương phải thảng thốt: đêm đốt đuốc đi tìm người tri kỷ, chẳng thấy gì mà chỉ thấy bon chen. Thời thới bon chen, người người đều chạy theo danh vọng, địa vị, quyền thế và tiền bạc. Thói đời giả dối, dòng đời bạc đen. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm từng than rằng: được thời, thân thích chen chân đến, thất thế, hương lân ngoảnh mặt đi. Như thế thì tìm tri kỷ khác nào mò trăng đáy nước, đáy biển tìm kim. Ngạn ngữ phương Tây có câu: người bạn trong lúc hoạn nạn mới là người bạn tốt. Đúng vậy, khi đạo đức xã hội xuống cấp thì người ta chỉ tìm đến phú quý vinh hoa kết bạn, thấy người sang bắt quan làm họ, còn kẻ nghèo hèn thất thế thì người ta gặp cũng ngoảnh mặt đi. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cay đắng thốt lên: còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Cho nên có người bạn tốt cũng là khó kiếm. Nhưng bạn tốt vẫn chưa phải là tri kỷ. Thế mới thấy tri kỷ hiếm nhường nào. Tại sao tri kỷ lại khó tìm, khó gặp vậy? Thời nay hỏi hàng ngàn, hàng triệu người, có ai là có được người tri kỷ đúng nghĩa? Tri kỷ vô cùng hiếm, vì để trở thành người tri kỷ thì phải có hai điều kiện: là người quân tử và là người thấu hiểu. Là người quân tử chính là người nhân đức, nghĩa khí vì người khác, coi nhẹ bản thân, coi thường tư lợi, trọng nghĩa khinh tài. Người quân tử chắc chắn sẽ là người bạn tốt, sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè khi có hoạn nạn. Họ cũng không phân biệt địa vị danh vọng, sang hèn phú quý, vì họ chỉ coi nhân đức, nghĩa khí, thành tín mới là quan trọng nhất, mới là lẽ sống của cuộc đời. Người thấu hiểu là người có tâm hồn nhạy cảm, đồng điệu, và cùng chung một số sở thích, lý tưởng tương đồng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những người có khí chất, tài năng, tâm hồn, cảnh giới tương đồng, thường dễ đồng cảm và thấu hiểu. Giống như hiện tượng cộng hưởng trong vật lý, khi hai vật dao động ở cùng tần số. Buông bỏ cái tôi, suy nghĩ cho người khác, sẽ đạt đến tiêu chuẩn người quân tử. Lắng nghe, cảm nhận, đặt mình vào vị trí của người mà suy nghĩ thì sẽ đạt được tiêu chuẩn của người thấu hiểu. Tri kỷ khó tìm cũng do chính chúng ta chưa đạt được tiêu chuẩn của người tri kỷ, nên tần số dao động của chúng ta vẫn đang lệch pha với người tri kỷ ở đâu đó quanh ta, khiến chúng ta chẳng thể tìm ra. Do đó, chỉ cần điều chỉnh bản thân mình thì tri kỷ sẽ ở ngay trước mắt. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mình chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.